Sau khi chia tay Bùi Hữu Cường ngay trên sóng livestream, nam em tuyên bố sẽ không quay lại. Cùng với đó, cô đã chính thức có động thái quay lại đường đua âm nhạc, lấy lại năng lượng tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống. Ngày 13 tháng 3 vừa qua, nam em chia sẻ người đẹp đã có 10 tiếng trong phòng thu cùng các đồng đội của mình thực hiện dự án âm nhạc sắp tới. Trên trang cá nhân, cô cho biết gần 10 tiếng trong phòng thu để cùng nhau tạo nên lịch sử. Xin cảm ơn tất cả những thành viên trong team ngày hôm nay, chúng ta đến với nhau vì mục đích chung, âm nhạc vì mục đích cao cả, trân trọng và biết ơn. Với động thái này thì cộng đồng mạng có thể ngầm hiểu nam em đang dục dịch chuẩn bị cho sản phẩm mới, chính thức quay lại với nghệ thuật, với âm nhạc sau quãng thời gian ồn ào chuyện livestream và những phát ngôn gây tranh cãi cùng chồng sắp cưới. Không những thế, người đẹp Tiền Giang còn đăng ảnh cùng ekip của mình kèm dòng trạng thái "Tôi không cô đơn và tôi có đồng đội". Quả thực, cho đến hiện tại, mối quan hệ giữa nam em và Bùi Hữu Cường đang đi đâu về đâu, người hâm mộ cũng chẳng thể có câu trả lời chính xác. Thời gian qua, nam em và chồng sắp cưới Hữu Cường khiến cộng đồng mạng không ít lần xôn xao với hàng loạt động thái khó hiểu bắt nguồn từ việc livestream nói xấu Trường Giang, phốt cả showbiz, tuyên chiến với anti-fan cho đến việc cặp đôi cãi cọ, chửi mắng lẫn nhau trên livestream, bỏ đi rồi tuyên bố chia tay. Mới đây, nam em và chồng sắp cưới lại tạo ra một cú bất ngờ mới khi xuất hiện chung với nhau livestream cuộc nói chuyện về việc có tiếp tục quan hệ tình cảm hay không. Nam em khẳng định, không nha, chưa quay lại nha má, đã kết bạn lại gì đâu, giờ má nói quay lại là chưa đúng, tôi còn đang suy nghĩ, tôi chưa quay lại với má mà nói quay lại, làm người khác hiểu lầm tôi. Tính đi, nếu mà bây giờ cảm thấy lo cho tôi được thì mọi người chửi tôi sao cũng được, má làm rồi lo cho tôi, để tôi ở nhà tập trung giữ gìn sức khỏe. Tôi ở nhà đan len thôi chứ không cần làm gì hết. Còn nếu vì mục đích thì má nói thẳng cho tôi luôn là má muốn gì. Tôi nói thật là tôi không biết má muốn cái gì để mà theo. Khi dân mạng bình luận thắc mắc về tình trạng hiện tại, chồng nam em nói vẫn đang đàm phán và thương thuyết nha, chưa quay lại hẳn. Nếu theo lời nam em thì hiện tại cô đã không còn giữ mối quan hệ yêu đương với Bùi Hữu Cường nữa. Quả thực với thông tin này, nhiều fan hâm mộ của cô lại tỏ ra vui mừng. Nhiều người cho rằng cứ ngỡ nam em đã tìm được một chỗ dựa vững chắc cho đến khi cô cùng bạn trai livestream. Người đàn ông này liên tục để lộ những nét tính cách kỳ cục, cách nói chuyện và phát ngôn gây ảnh hưởng đến cả bạn gái. Không những thế, chính miệng nam em cũng nói rằng anh đang ăn bám cô. Với động thái mới nhất của nam em trên mạng xã hội, vào ngày 13 tháng 3, cộng đồng mạng vui mừng khi thấy cô trở lại bình thường, tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát thay vì lên livestream để lại những phát ngôn nhức nhối. Thậm chí còn có những bình luận chúc mừng nam em dứt khoát khỏi Bùi Hữu Cường, từ nay sẽ là ngày tháng yên bình. Nam em tỉnh táo trở lại rồi đấy, độc thân là tốt nhất, đừng yêu đương cho khỏe thân. Theo đó, có thể thấy rằng, dù vướng phải nhiều ồn ào là thế, nam em vẫn chiếm được tình cảm chân thành của rất nhiều khán giả. Họ vẫn chọn cách âm thầm thương lấy cô gái bé nhỏ với nhiều những va vấp cùng trái tim yếu mềm. Đây có lẽ là tín hiệu tích cực cho nam em để cô có thêm động lực theo đuổi nghệ thuật trong thời gian tới.